Ngày 9 tháng 11 sắp tới, Huawei Luxus S7, ZZ S7 sẽ chính thức ra mắt và mở bán tại Trung Quốc. Đây là một mẫu xe sedan hợp tác đầu tiên giữa Huawei và Chery. Vikas Yu Trang Dong, người đứng đầu bộ phận ô tô của Huawei, cho biết Luxus S7 sẽ vượt trội hơn Tesla Model S ở nhiều khía cạnh. Với sự ủng hộ của hai tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc, Luxus S7 sẽ đặc trưng bằng những công nghệ tiên tiến nhất. Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, MIIT, Trung Quốc, ZZ S7 có 3 phiên bản với kích thước và thông số kỹ thuật khác nhau. Xe được trang bị pin lithium sắt phosphat hoặc lithium mangan bậc 3 của CATL và động cơ Huawei, với công suất từ 292 mã lực cho phiên bản dẫn động một cầu đến tổng công suất 496 mã lực cho phiên bản dẫn động 4 bánh. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh 800V cho quãng đường 150 km trong 5 phút. Thiết kế của xe đơn giản và hiện đại, với điểm nhấn ở cụm đèn pha hình chữ C và đèn xuyên thấu, cùng với các chi tiết trang trí như lỗ thông gió trước xe. Ngoài ra, xe còn được trang bị kẹp phanh Brembo và mâm xe có nhiều lựa chọn kích thước. Nó cũng có máy quét lidar trên nóc xe. Về phần đuôi xe, thiết kế truyền thống với cụm đèn hậu xuyên thấu và viền đen bảo vệ. Mẫu xe được gắn thương hiệu LUX EED nằm phía dưới cụm đèn hậu.